Hello, Tuấn xin chào cả nhà thân mến nha. Thì hôm nay Tuấn làm cái clip này á, thì Tuấn cũng muốn đầu tiên thì Tuấn xin máy này Tuấn có quay những cuộc hành trình á. Thì máy này Tuấn quay đi bán trái cây này này kia, thực ra là để Tuấn quay để trải nghiệm á cả nhà. Chứ thực ra Tuấn biết trước là bán là không được đâu cả nhà. Thực Tuấn nói thật với cả nhà luôn á, là bán chỉ được có mấy ký thôi, bán toàn là mấy anh em xe công mà. Mấy anh em sẽ công với mấy cô chú anh chị khán giả trên YouTube ủng hộ không à, chứ còn cái người mà người đi đường không ai mua hết đó cả nhà ơi. Thì không phải là ấy quay á, Tuấn muốn mục đích Tuấn quay lên là để trải nghiệm á cả nhà. Thì mới đầu Tuấn dự định là mua xe này là để tính là đi lâu mua á, là mua á cả nhà. Đi đó mà rốt cuộc bây giờ tình hình hàng hóa không có, ế quá, với lại tình hình các công ty ế quá là cả nhà, nên là Tuấn với lại bây giờ Tuấn cũng đang bị một cái khoản nợ lớn á, mấy nay Tuấn không có tiền góp, nên là Tuấn quyết định là sẽ ra đi lại cái xe này. Thì cũng có sẽ có một số người sẽ nghĩ sao thì tùy thôi, nhưng mà Tuấn thiệt tế bây giờ Tuấn đang nợ một số tiền lớn, Tuấn tới ngày góp rồi. Mà bây giờ Tuấn vừa rồi mua đất á, mua đất mà bây giờ tới góp mà góp không nổi vậy cả nhà. Máy này làm không được, tính ra mình thua, gọi là tính ra thua đi công luôn cả nhà. Bây giờ đi bù lỗ không, mấy tháng này là chạy là lỗ không cả nhà. Đó, mấy tháng này Tuấn bù lỗ, bây giờ Tuấn lỗ tính ra tiền chi tiêu gia đình này các thứ các kiểu toàn lỗ, làm không thấy lời mà thấy lỗ không cả nhà ơi. Tuấn trụ không nổi, Tuấn quyết định là đi công lại, chạy công lại thời gian. Rồi Tuấn lấy cái tiền này để Tuấn đắp qua tiền lời ngân hàng, tiền mấy công việc kinh doanh riêng á. Thì hôm nay Tuấn quyết định thực ra Tuấn cũng rất là tiếc nha, muốn để lắm, nhưng mà bây giờ Tuấn không thể nào để nữa, tại vì bây giờ cái xe này Tuấn sẽ đẩy bán cho những ai anh chị nào mà đi xe dùng cho mục đích công ty á, mục đích công ty sử dụng thì rất là ok, tuyệt vời luôn. Thì giá cả nó xe Tuấn hồi Tuấn lấy xe này lăn bánh là 242 cả nhà, 242 triệu đây. Ken bo mở ken luôn nha cả nhà, quay cho cả nhà xem này. Đó thì cái đôi lời Tuấn tâm sự đầu tiên với cả nhà là như vậy đó. Cũng có một số cô chú anh chị em khán giả từ bữa giờ có theo dõi đó, thì xem video này có thể là sẽ thấy là bất ngờ đúng không, nhưng mà Tuấn nói lên sự thật, Tuấn cũng đang kẹt thiệt, đang vướng một số tiền ngân hàng các kiểu. Đây, Tuấn chưa có rửa đâu nha, xe vẫn mới ken nha cả nhà. Thì bây giờ Tuấn sẽ quay hết chi tiết cho cả nhà xem. Thực tế ra đi bán chủ yếu là để trải nghiệm thôi cả nhà, chứ rất là cạnh tranh. Tại vì những cụ già ngồi ngoài đường bán từng bó rau mà mình đem cái xe mình ra mình ngồi mình cạnh già khó coi quá cả nhà. Bây giờ Tuấn sẽ quay chi tiết cả nhà xem nha. Nếu anh cô chú anh chị em nào mà muốn xem xe này á, chạy rất là ok nha cả nhà. 100 cây ăn khoảng 7 đến 8 lít xăng, nếu mà chạy đường thành phố thì 9 đến 10 lít. Đường trường là đúng 7 lít, 6 lít rưỡi đến 7 lít nha. Đó, đây, xe mới ken luôn cả nhà. Xe đây mới chạy tới, quay cho cả nhà xem nha. Xe mới chạy 8.092 cây rồi cả nhà, đây, 8.092 cây. Thì mới luôn rồi cả nhà. Đồ nghề đầy đủ luôn nè, giấy tờ đầy đủ luôn cả nhà, đây giấy tờ đầy đủ đó, chính chủ luôn, có định vị rồi, có đầy đủ luôn nha cả nhà, định vị rồi không thiếu một cái gì hết, vận tải luôn, biển số vàng luôn, ví dụ như ai mà chạy dịch vụ vận tải là vô chạy được luôn, khỏi cần phải đăng ký gì nữa hết đó. Bảo hiểm rồi mua hết đầy đủ hết luôn cả nhà. Xe thì hai chỗ, máy móc để em ru nè, đây cửa này cứ luôn đó. Thùng hàng thì chiều dài là 2m2 đó, nói chung là xe này chạy là chở hàng tải trọng là được 945 kg rồi cả nhà đó. Đó, rất là ok cả nhà. Đây mở lên cho cả nhà xem đó. Đây là mua tặng cho cả nhà luôn, cái này là chế để cắm sạc nè, cái này bữa đổ hết gần 600.000 á. Rồi dán cái phím cắt nhiệt đầy đủ hết luôn.
đó cả nhà. Ai mua thì ai liên hệ số này 0966267787 nè cả nhà. Tiếng cách nhiệt mình dán hết hai bên luôn cả nhà. Đây, hai bên kính nè, rồi trước ở trên ở dưới, trên dưới hai bên. Đó. Ngày mai là bắt đầu Tuấn đi hành trình đi công lại cả nhà. Cái công lại thời gian để vớt là để lại cái bữa giờ nó thiệt mình cũng đi về toàn mà bù lỗ không. Không có dư mà bù lỗ không cả nhà. Này thì phù hợp với những cô chú anh chị em nào mà có công việc, có công ty sẵn rồi đó, có cái nguồn hàng ổn định, hàng nhà mình chở gia đình đó, thì mình mua mình lợi được mấy chục triệu. Công khai với cả nhà luôn, bây giờ Tuấn ra cho em này 188 triệu, giá công khai 188 triệu cả nhà đó. Ai mà mua thì liên hệ cho Tuấn nha, 188 triệu. Đó, công chứng phải lên công chứng thôi. Cả nhà xem nha. Sao? Giờ Tuấn dỡ cabo lên cả nhà xem nha. Đây. Đây cabo này cả nhà, mới ken luôn nha. Chưa đụng một bất cứ một cái gì hết. Mới đây cũng mới có. Chạy mới có 8.000 cây số. Nước nôi đầy đủ chạy. Rất ok cả nhà. Đó. Xe không đụng, không cấn, mà không có vấn đề gì hết luôn, mới keo luôn nè. Nói chung là Tuấn kẹt tiền, Tuấn lo mấy công việc nên Tuấn mới bán thôi, chứ còn bình thường Tuấn cũng không bán đâu. Với lại giờ Tuấn đi công lại mà Tuấn để xe không thì cũng không được cả nhà. Nên Tuấn kẹt lắm, Tuấn mới bán thôi cả nhà. Giờ tự nhiên vì mua cái xe đậu không đó rồi đi ấy cũng không được, đúng không, ổn đúng không cả nhà. Đó, nên là nó có sao nó vậy. Tức là mình không thích cạnh tranh với những người già cả. Mình đi buôn bán là mình ra ngồi nó cạnh tranh này kia. Mình sẽ làm những cái việc đi riêng, lối riêng của mình thôi. Đó. Rất ok cả nhà. Hồi đó Tuấn lấy là 242 rồi về dán kính cách nhiệt nè. Rồi chế điện đèn này kia tính ra thành ra 245 luôn đó cả nhà. Tính ra giờ mà ấy là lỗ. Một lỗ hết 60 triệu đó. Nếu mà mọi người mua về mà không rút hồ sơ để nó chạy, khi nào thích rút rút công chứng xong, mà khi nào mình muốn rút rút tự rút, còn không mình để số mình chạy luôn đỡ tốn tiền ấy. Thì mình nói chung mình ra mình công chứng rồi, khi nào mình muốn rút cũng được hết. Mình nếu mình rút hồ sơ thì mình tốn thêm mười mấy triệu tiền đăng ký lại biển số, bấm biển số. Còn không là mình để luôn số thì mình chỉ tốn tiền ấy thôi. Mình để số luôn thì mình chỉ tốn tiền tiền lên đăng ký thôi nè. Đây quay review cả nhà xem nè. Máy đó, tiếng máy nổ em ru luôn cả nhà. Đây. Có nhạc luôn nha cả nhà. Đây nhạc là video màn hình Android mới luôn nha. Đây. Đó. Loa nhạc Bluetooth đầy đủ hết cả nhà, không thiếu gì hết nha. Đây. Kết nối Bluetooth rồi đầy đủ luôn này. Ghế rồi đầy rồi, nói chung là mới ken luôn cả nhà. Nhưng mà bây giờ Tuấn không có nhu cầu sử dụng tới nữa, Tuấn bây giờ Tuấn để không à, đậu không à. Đó, nên là ở này rất phù hợp với những ai mà sẵn có sẵn công việc rồi đó, có sẵn nguồn hàng công ty đó, thì mua rất ok rồi nha. Mới ken luôn, không có gì mà chạy xước, ken luôn nha. Đó, thì có gì cả nhà ấy thì liên hệ Tuấn nha cả nhà. Rồi, Tuấn tắt máy cái nha, bây giờ nổ roda lại. Máy lạnh lạnh buốt ok nha cả nhà, đầy đủ hết. Thì Tuấn là bán thì chắc sẽ có một số nhiều cô chú anh chị em sẽ rất bất ngờ đúng không, nhưng mà Tuấn đó là sự thật đó cả nhà. Nói chung là bây giờ Tuấn vừa rồi Tuấn cũng tính là làm phân phối nhớt với lại này kia mà bị dự án bị bể rồi. Hôm bữa người ta thuê mình là qua quay quảng cáo luôn đó, vừa lấy tiền quảng cáo vừa ấy luôn, mà rốt cuộc bây giờ bị bể kèo đó rồi. Mà với lại mấy cái đi bỏ đó phải gối đầu nữa, tới lên tới tiền tỷ. Tại nhiều đại lý mình phải gối đầu này kia, mình không có vốn để gối đầu. Mình tính làm nhà phân phối mà bây giờ mình không làm nổi cả nhà. Nên mình đành phải ra đi em đó thôi. Rồi mình đi trải nghiệm thử mấy cái kia. Rồi mong cả nhà có gì bỏ qua cho Tuấn nha, xin hãy bỏ qua Tuấn cái gì sai sót bỏ qua xin. Cảm ơn cả nhà rất nhiều nha.
Rồi bây giờ cũng xin khép lại video tại đây, và xin chào và hẹn gặp lại cả nhà luôn nha. Chúc cả nhà mình nhiều may mắn và hạnh phúc nha. Rồi có gì ai có muốn nhu cầu mà mua xe thì, hay là muốn hỏi gì về cái vấn đề xe thì liên hệ Tuấn số hotline là 0966267787 đó, có gì cứ alo Tuấn trực tiếp nha cả nhà. Rồi xin chào cả nhà luôn, hẹn gặp lại cả nhà vào những clip tiếp theo.